Người ta nói về chuyên đề diện tích đa giác em, tức là đa giác là nhiều luôn, nhiều loại á. Thì cái đầu tiên chúng ta quan tâm là gì? Thứ nhất là diện tích, những cái công thức diện tích của tam giác, đúng chưa? Những cái công thức diện tích tam giác, ở ý thứ nhất chúng ta cần phải nắm lại ý một la mã diện tích tam giác, rồi diện tích hình hình chữ nhật, diện tích hình hình vuông, diện tích hình hình thoi, đúng không? Rồi diện tích hình thang. Được chưa em? Rồi, diện tích hình thang. Vâng, 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 còn hình gì đó cứ lấy ra. Bây giờ vấn đề là nếu chúng ta quên công thức thì sao? Đúng không em? Có nhiều công thức ta quên mà, ta phải nhớ, giống như đơn giản là diện tích hình thoi, chúng ta hay quên. Đúng không em? Chúng ta phải phòng cái trường hợp chúng ta quên cái công thức, và chúng ta phải tạo ra lại cái công thức đó. Bây giờ nhiều nhiều người là quên diện tích hình thoi đó em, chứ mày đơn giản không? Hình bình hành, hình bình hành nữa, đúng không? Diện tích hình bình hành nữa, diện tích tam giác thì dễ nhớ là gì? À, ta nhớ là gì? 1/2 đường cao nhân nhân đáy. Đây là công thức mà gần như chúng ta gặp mỗi ngày, đâm ra ta nhớ được chưa? Đâm ra ta nhớ, nhưng những cái kia nhiều khi ta quên thì ta giải quyết sao, đúng không? Ta giải... thì trong cái tam, trong diện tích tam giác em có một cái lưu ý là với tam giác đều mấy em áp dụng trực tiếp nha, mấy em được quyền áp dụng trực tiếp với tam giác đều, là với tam giác đều á, với tam giác đều mấy em được quyền áp dụng trực tiếp, đó là trong tam giác đường cao và diện tích. Được chưa? Đường cao và diện tích tra Google ghi vô nha, tra Google ghi vô vậy thôi, là áp dụng trực tiếp luôn, tự tra rồi, tự tra rồi cứ áp dụng trực tiếp về nhà tra, rồi áp dụng trực tiếp vô chính xác cho tôi nha, rồi bữa sau kiểm tra sau, rồi cái này kiểm tra sau cho chắc chắn, áp dụng trực tiếp. Còn ví dụ như thực ra cái diện tích tam giác đều nó được đẻ ra từ cái tam giác này, em hiểu được không? Đúng không? À, ví dụ như chúng ta không nhớ ta làm sao ví dụ tam giác đều cạnh A, ABC cạnh A chứng minh luôn là em nhìn thấy. Bây giờ mình không nhớ công thức em, mình không nhớ luôn, vô thi làm sao? Đơn giản thôi, A cạnh đều, nhưng em áp dụng là vẽ đường cao. Nguyên tắc thì nó vẫn từ thằng mẹ đẻ ra thôi, đúng không? Nó từ mẹ đẻ ra cao, mà đường cao tới đều cũng là đường trung, trung tuyến, có phải này chia đôi không? Này chia đôi không? Áp dụng Pythagore em. Pythagore có phải là tính đường cao h nè, có phải là thằng này bình phương nè, a bình bằng h bình nè cộng a chia hai tất cả bình không? Em hiểu được không vậy? Xét cả dưới vuông AHC thì cạnh bình phương là a bình bằng cạnh thứ nhất bình phương cộng cạnh vuông thứ hai bình phương, dẫn tới h bình phương bằng gì? Bằng a bình trừ đi a bình trên 4, như vậy bằng 4 3 lần a bình chia 4. Như vậy h là gì em? H là bằng a căn 3 trên trên 2, chúng ta có công thức a căn 3 trên 2. Em hiểu được không? Em thấy nhanh không? Khi em hiểu được công thức mẹ em đẻ ra công thức con thì cực kỳ đỉnh luôn. Như vậy diện tích bằng gì em? Diện tích bằng chiều cao nhân với cạnh chia đôi. Như vậy chiều cao là a căn 3 chia 2 nhân với cạnh, cạnh là a chia 2 nữa. Như vậy có phải a bình căn 3 chia 4 không? Em thấy nhanh không? Tốc độ nhanh không? Suy luận là nhanh thôi. Ủa mẹ em theo kiểu vậy? Theo kiểu không? Không hiểu hỏi đây. Tức là bây giờ mình đang tính chuyện là mình quên công thức luôn á. Em thấy xây dựng lại không? Cái công thức nào danh nữa nó phải xuất phát từ công thức mẹ em phải thuộc lòng công thức mẹ, em phải có cái công thức mẹ, nó là công thức quan trọng nhất, em hiểu được không? Nó là công thức quan trọng nhất, công thức gốc là công thức chúng ta phải thuộc, còn những cái công thức con á, chúng ta có thể không cần thuộc mà cần chúng ta suy luận. Em thấy tôi suy luận lại nhanh không? Rất là nhanh, khi em quen rồi tốc độ của em rất là nhanh, em hiểu gì? Thế ta biết nè, cạnh huyền là a nè, cạnh góc vuông nhất là h nè, cạnh góc vuông hai a chia hai nè, là vì tam giác vuông đường cao trong tam giác vuông trong 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 đều là đường trung tuyến, chia đôi ra cạnh a bình bằng h bình nên đây bình h bình bằng chia trừ ra 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 h hạ căn xuống a cộng hai, em hiểu chưa? Rồi có h rồi em nhân với em tính diện tích em nhân thêm cạnh đáy nữa là nhân a, cái này nhân a là a bình rồi chia hai nữa có phải cạnh ba chia bốn không? Em hiểu chưa? Hiểu không? Không hiểu nó không hiểu nha, hiểu cái gì? À từ từ, ok. Rồi, bây giờ trong trường hợp chúng ta quên công thức thì sao em? Chúng ta sẽ công thức mà dễ nhớ thì tam giác chúng ta nhớ rồi đúng không? À, chúng ta nhớ tam giác rồi. Chúng ta nhớ về gì? À, nhớ về, về hình chữ nhật là dài nhân rộng. Hình vuông thì được, nhưng mà bây giờ hình thoi thì tính sao? Đúng không? Chúng ta không nhớ công thức hình thoi tính sao?
À, thì bây giờ em nhìn nè. Hình thoi, tôi phóng to hình thoi ra. Tôi phóng to hình thoi ra. Suy luận cho em thấy. A, B, C, D. Em chia đôi hai đường này ra. Đường cao ra. Có phải hai hình thoi thì chắc là hai đường chéo của góc tại trung điểm mọi đường không? Như vậy em thấy hình thoi là gì em? Hình thoi có phải là hai chia làm hai tam giác to và hai cái này có diện tích bằng nhau không? Đúng không? Nếu em quên hình thoi, em hiểu được không vậy? Vậy thì em chỉ cần tính diện tích tam giác, diện tích hình thoi ấy em, nó sẽ bằng hai lần diện tích tam giác ABC. Đúng không? Em chỉ cần tính một thằng thôi. Hoặc em tính thằng bên này hoặc ABD tùy em hiểu được không? Em chia nó chia đôi ra mà. Em tính một thằng là hai gấp hai là ra diện tích hình thoi, đúng không? Mà diện tích tam giác thì bằng gì em? Số 2 viết lại nè, diện tích có phải 1 phần 2 nhân với gì? Đường cao nhân đáy không? Có phải là BI không? BI nhân với gì? AC không? Đúng không? Em hiểu được không em? À. Ủa? Sai rồi. Ủa cái gì vậy? Rồi, tiếp tục em. Rồi có phải khử khử hai cho nhau không? Đúng rồi, khử khử hai có phải còn BI nhân với AC không? Đúng không? Mà BI có phải bằng một nửa của BD không em? Chúng ta viết lại một nửa BD nhân AC. Như vậy diện tích hình thoi bằng gì em? Một nửa tích hai đường chéo. Một nửa tích hai đường chéo. À, đúng không? Nghe luôn. Một nửa tích hai đường chéo. Em hiểu rồi chưa? Hình dung không? Một nửa tích hai đường chéo. Rồi xong công thức. Đúng vậy, nhìn công thức đúng không? Công thức rồi. Giờ chúng ta qua cái phần quan trọng nhất em của cái chuyên đề diện tích nè. Đó là tỷ số diện tích em. Đây mới là cái quan trọng nhất. Nha, tỷ số diện tích. Hay là mã tỷ số diện tích. Rồi. Trường hợp 1. 1. Trường hợp 1. Khi hai tam giác có một góc bằng nhau. Khi hai tam giác có góc bằng nhau. Góc một góc bằng nhau. Có góc chung. Hoặc bằng nhau. Tức là một là có góc chung, hai là hai góc bằng nhau, đúng không? À, có một góc chung hay là đối đỉnh, được chưa? À, hoặc là đối đỉnh, không phải là đối đỉnh đó, là đối đỉnh. Một góc chung hoặc là đối đỉnh. Nhận dạng nha, bây giờ em nhìn, bây giờ em nhìn cái tam giác, em nhìn cái tam giác. Cái này mới là cái thường trong cái đề thi vào lớp 10 nó có những cái tỷ số diện tích em. Nó có những cái tỷ số diện tích, vận dụng tỷ số diện tích giải rất là hay. À, trường hợp 1. Giờ em nhìn cái tam giác. Khi có một cái tam giác ABC. Được chưa? ABC. Khi có một cái tam giác ABC. Nha. Tức là tôi có một cái tam giác ABC. Rồi trên A, trên cái đoạn AB tôi lấy một cái điểm D. Tôi lấy một cái D trên AB. Khi tôi nói lấy D với AB tôi sẽ có cái trường hợp 2 là như sau em. Tôi vẽ nhỏ lại. Rồi, tôi lấy một cái tam giác ABC. AB tôi sẽ lấy ở hướng này. Tôi lấy hướng này. Tôi lấy hướng dài. Trên này tôi lấy một cái điểm D. Rồi, tôi có thể lấy hướng này. Rồi trên AC tôi lấy một cái điểm E. E thuộc AC. Thì tôi sẽ lấy ở đây. Thì em hình thành một tam giác mới. Được chưa? Em hình thành một cái tam giác mới. Rồi trên này tôi lấy một cái điểm E. Tôi hình thành một cái tam giác mới. Ok chưa? Tôi hình thành một cái tam giác mới. Nha.
nó hình thành một cái tam giác mới. Được chưa? Lấy trên hay lấy trong hay lấy ngoài cũng được. Thì chúng ta sẽ có một cái định lý như sau em. Tức là diện tích tam giác vừa mới tạo ra, tam giác tạo ra là AGE, chứ cái diện tích tam giác ban đầu là ABC bằng, nó có một cái tỷ số. Tỷ số này rất dễ chứng minh, đó là gì em? Bằng cạnh của thằng tam giác này chia cạnh thằng tam giác kia. À, em thấy là AG AB, AG chia AB nhân với AE chia A AC. À, em thấy cách nhớ không? Lấy ngang chuẩn nè. AG ở trên AB rồi AE ở trên AC, chúng ta có tỷ số này. Được chưa? Chúng ta có tỷ số này. Em nhớ chưa? À, em thấy ôn thi vào lớp 10 nó khác với học trong lớp chưa? Khác trời vật, đúng không? Nó khác lắm. Nó bằng, giờ ta sẽ đi chứng minh nó. Rồi, bây giờ em chứng minh sao em? À, đơn giản lắm em. Đơn giản lắm. Giờ em chứng minh. Như tôi thấy đơn giản thằng này nè, tôi vẽ một cái đường cao. Tôi vẽ một cái đường cao. Ví dụ như tôi vẽ một cái đường cao từ, tại vì bản chất là gì em? Bản chất nó là gì? À, diện tích tam giác bằng một nửa đường cao nhân cạnh đáy, đúng không? Mà tôi vẽ một cái đường cao EH. EH phải, ông này CH phải, đúng không? Được chưa? Thì nó phải song song với nhau, vì cùng vuông góc thì phải song song, đúng không? À, vì cùng góc phải song song, như vậy là diện tích của tam giác AGE bằng 1/2 đường cao EH phải nhân với A AG. Đúng không em? Đúng không? Hình như vấn đề không? À, rồi. Diện tích tam giác vậy ABC có phải bằng 1/2 CH phải CH, xin lỗi cái này CH, CH nhân với A AB. Em thấy chưa? Xuất hiện AG nhân AB chưa? Em hình dung không? Rồi. Đó. Rồi, mặt khác em. Mặt khác. Bây giờ em thấy em lập tỷ số, em thấy xuất hiện AG AB, bây giờ vấn đề là EH phải trên CH nó phải ra thằng AE trên AC, đúng không? Khi em lập tỷ số nè. 1/2 bỏ là em có AG AB nè. Rồi EH phải trên CH nè. Nhưng mà vấn đề mình cần là AE trên AC. AE trên AC để ra cái cạnh thì dễ lắm em. Em nhìn. Khi em có song song, em thấy khi em vẽ vuông góc như vậy em có EH phải. Có phải song song với CH không? Như vậy em có ta led, đúng không? Theo ta led. Có trong em có gì? EH phải trên CH có phải bằng AE trên AC không? Lập xong. Hiểu không? Hiểu không? Còn ví dụ như hình dưới thì em sẽ chứng minh sao em? Thì em chọn một cái thằng em vẽ đường cao, em chọn H này, em vẽ đường cao tới thằng này nè. EH phải. Thằng này em chọn em vẽ tới CH. Để cho em nó song song. Nó song song và nó cùng cái đáy. Cái đáy em thấy nó là một đường thẳng chung, đúng không? Cái đáy em thấy nó đường thẳng chung không? Thì em dùng tam giác đồng dạng hoặc là ta lấy để em làm việc. Em hiểu được không? Trong trường hợp này em sẽ thấy là tam giác AGE sẽ là gì? 1/2 EH phải nhân AG tương tự. Trong cái tam trường hợp dưới là ABC. Em không có nhớ định lý này mà em phải nhớ cái quy tắc, cái dấu, cái kiểu của nó là khi mà kiểu như vậy nó sẽ lập tỷ số diện tích. Em không? Và cái em phải chứng minh trong bài thi, em phải chứng minh luôn. Em hiểu chưa? À, thì em lập khi em tỷ số này thì em thấy AGB nhưng mà em còn cái EH thì em thấy song song. Trong trường hợp này em sẽ dùng gì? Tam giác đồng dạng. Cái tam giác EH EAH phải và vậy CAHH là đồng dạng. Đồng dạng em có tỷ số thì em lúc em có tỷ số EH phải trên CH bằng AES. Em hiểu được chưa? Tại vì tôi nói em nghe, cái tam giác đồng dạng hiểu nôm na nó chứa luôn những cái hệ quả của ta lấy. Em hiểu không? Tam giác đồng dạng nó chứa cái hệ quả của ta lấy. Nha. Nên nếu được dùng tam giác đồng dạng cũng được. Được chưa? À. Dùng tam giác đồng dạng thì nó dễ hơn ta lấy. Nhiều bạn không có hiểu ta lấy. Thì rõ ràng một góc nhọn bằng nhau, song song là song song là góc nhọn bằng nhau, đúng không? Song song thì dẫn tới sao đây trong bằng nhau nè,
Rồi đồng dạng em có tỷ số em thay vô ra đáp số. Em chủ em nắm cái tư duy, em nắm cái tư duy, em hiểu ra chưa? Em hiểu ra không? Rồi chúng ta mới giải cái câu của đề hình trong Khánh Hòa thì nó sử dụng tỷ số diện tích. Được chưa? Và dấu hiệu nào liên quan tới hệ thức? Khi em gặp hệ thức, chứng minh hệ thức thì khi nào em dùng ta lét đồng dạng, khi nào dùng diện tích, nó có dấu hiệu hết nha, nó có dấu hiệu. Rồi ngẫm đây em, ngẫm đây, ngẫm đây. Như vậy cái tỷ số diện tích bạn chứ nó thông qua là cái công thức gốc là công thức mẹ đúng không? Công thức gốc là công thức mẹ. Và nó làm cho hai cái đường cao này nó phải song song nhau. Và nó làm sao phải chung cái đường đáy, chung cái đường đáy. Em hiểu đây không? Em thấy chung đường đáy không? Đường đáy BD, đường đáy AB, em có thể chọn thằng khác cũng được miễn sao nó chung đường đáy nha. Em hiểu được không vậy? Hiểu không? Rồi. Ok, chép vô, chép vô, chép vô, chép vô. Rồi bây giờ chúng ta đi qua một số tư duy hệ quả em trong cái trường hợp này. Em nhìn nha. Hệ quả. Tức là thực ra chúng ta không nhớ mấy cái này nha em. Em nhớ là cái bài học hôm nay chúng ta không nhớ mấy cái này nha. Chúng ta chỉ nhớ cái tư duy thôi. Em nhìn, bây giờ người ta sẽ hỏi câu hỏi. Nhìn. Bây giờ nếu câu hỏi đặt ra là em cho tôi biết tỷ số diện tích của tam giác, tôi xóa ở chỗ này. Ở bài này chúng ta không cần nhớ công thức nha. Chúng ta nắm cái tư duy thôi. Người ta sẽ em sẽ vận dụng cho cái bài này. Em nhìn một cái diện tích cái tỷ số tam giác AGE. Tôi bỏ chữ tam giác cho nhanh nha. Và tam giác AB. Em cho tôi biết tỷ số là bao nhiêu. Rồi bắt đầu tính đây. Em nhìn cái tỷ số này có đặc điểm là gì em? Tỷ số này có đặc điểm là gì em nhìn đây. Giờ nhìn lên cái bài này em thấy nó cái tư duy em quan sát em. Em phải tập quan sát, em thấy nó có cái gì đặc biệt. Em biết trong cái diện tích á, diện tích luôn luôn cái công thức diện tích là 1/2 đường cao nhân cạnh cạnh đáy đúng không? Cạnh tương ứng đúng không? Thì em thấy rõ ràng thằng này nó có chung gì em? Chung cạnh AE. Chung AE đúng không? Em thấy chung AE không? Nó lại chung cạnh rồi. Nó lại chung cạnh thì khi em lập tỷ số cái cạnh nó sẽ biến mất. Đúng không? Cái cạnh nó sẽ biến mất. Đúng không em? Như vậy em chọn AE là chung. Như vậy trong trường hợp này AE là chung em. Thì từ D em vẽ đường cao tới AE và từ B em vẽ đường cao tới AE. Đúng không? Chứ em vẽ chi bên ngoài, em vẽ tới AE là chung AE nè. Em vẽ tới, đây tôi lấy ví dụ tôi vẽ tới thằng thằng D này vẽ tới là AVH phẩy. Thằng B vẽ tới là BH. Không quan trọng em, nó bên ngoài bên trong nó không quan trọng. Như vậy khi em lập tỷ số, tôi lấy ví dụ, nó sẽ là 1/2 VH phẩy nhân với AE, em thấy chưa? Và 1/2 BH nhân với AE. Khi em lập tỷ số nó mất. Bây giờ em thấy nó khi nó chỗ thằng này nè, nó sẽ song song. Nó sẽ song song ta lét đúng không? Ta lét là chỗ VH phẩy song song với BH đúng không? Thì ta lét song song. Song song em có tỷ số như vậy là gì? VH phẩy trên BH có phải bằng AV trên AB không? VH phẩy trên BH bằng AV trên AB không? Khi ta lét. Em thấy không? Này VH phẩy song song với BH thì em có tỷ số là gì? VH phẩy trên BH bằng AV trên AB bằng AH phẩy trên AB. Em thấy chưa? Ra cái tỷ số cạnh như vậy em có là bằng vậy? Bằng AV trên AB. Thấy chưa? AV AB. Ngẫm đi em, ngẫm đi. Như vậy cái tư duy là gì em nhìn tôi bày nè, tôi bày cách nhớ nè. Ở đây là gì em? Chung gốc A. Thì em lấy từ vị trí A, em đẩy qua hai điểm còn lại. Thằng này là AV, AE này là AB, AC, em thấy lập tỷ số không? Nè, chung đỉnh này, chung gốc A nè, nó chung gốc A mà. Nó chung gốc A thì em lấy gì? AV, AB, AE, AC, hiểu chưa? Còn này là chung cạnh AE. Chung cạnh AE thì cái kết quả của nó sẽ là còn hai thằng còn lại là AV trên AB. Em hiểu không? Em hiểu vậy không? Còn này chung cạnh gì em? Chung cạnh AB thì tỷ số sẽ còn là hai thằng còn lại là gì? Hiểu không? Tỷ số chung cạnh AB nè. AE trên AC xong. Chúng ta biết cái tỷ số của nó nhưng chúng ta không được áp dụng trực tiếp. Chúng ta phải gì? Chứng minh lại trong bài. Em hiểu rồi chưa? Chứng minh lại trong bài thi. Em hiểu rồi chưa? À. Chứng minh là sao? Em có nói chứng minh là bài này em vô thi em ví dụ như bài này em cần chứng minh, em cần áp dụng cái này liền.
hết giờ em mới dục trực tiếp luôn cũng được, lỡ rồi hết giờ còn nếu còn thời gian em ghi ra ta chứng minh bộ đề xong. Trong bài thi á, ta chứng minh bộ đề xong rồi em chép cái bộ đề ra em chứng minh nó bộ đề rồi vô bài thi áp dụng bộ đề trên ta có xong. Bộ đề là gì em? Là một định lý bổ sung. Bài đây là cách thông thường khi em làm những bài toán nâng cao gần như em phải sử dụng bộ đề. Em để các kỳ thi học sinh giỏi á, em phải sử dụng bộ đề rất là nhiều. Em hiểu không? À, tại vì những bài tập nâng cao bắt buộc em phải sử dụng bộ đề em mới làm tốt nhanh được em. Mà bộ đề thì em lại không được dùng trực tiếp, thì em phải chứng minh nó. Chứng minh xong rồi thì em được quyền áp dụng. Em hiểu vấn đề không? Em chứng minh xong rồi thì em được quyền áp dụng. Đơn giản thôi. Nha. À, giống như nhiều giáo viên họ ra bài thi lớp 7 đi. Họ phải dùng một họ phải yêu cầu chứng minh một cái định lý của lớp 89. Chứng minh xong. Em hiểu không? Tại vì họ muốn lấy cái bài tập của lớp 89 cho học sinh làm nhưng mà họ không thể áp dụng trực tiếp kiến thức của lớp 7 lớp 89 thì họ yêu cầu học sinh dùng kiến thức lớp 7 chứng minh định lý sau rồi áp dụng định lý vô làm câu B. À, đa số cái kỳ thi nó như vậy, em hiểu ra không? À, trong đề thi nó như vậy. Chúng ta tiếp tục em. Chúng ta qua cái hệ quả, cái tiếp tục là gì? À, đó là chúng ta qua một cái hệ quả 2. Hệ quả 2 của ông này. Hệ quả 2. Đúng không? Hệ quả 2. Rồi, à, hệ quả 2. Hệ quả 2. Tức là vẫn trong trường hợp 1 nha em. À, à không, thực ra là xong rồi em. Thực ra không phải trường hợp 1, trường hợp 2 gì đâu. Xong rồi đó. Chúng ta qua hệ quả 2. Hệ quả 2. Hệ quả 2. Đó là gì? Khi hai tam giác nó có hai góc bằng nhau. ABC và A phẩy B phẩy C phẩy. Thì em có tỷ số diện tích như sau: A phẩy B phẩy C phẩy trên ABC. Tức là hệ quả 2 là gì? Hai góc bằng nhau. À, hai góc tương ứng bằng nhau. Bằng nhau tương ứng. Tương ứng. Nha, tức là A bằng A phẩy á, nó sẽ A bằng A phẩy. Thì cái quy tắc của nó tương tự thằng này em. Nói chung nó quy tắc của nó tương tự quy tắc trung đỉnh. Tức là trung đỉnh A rồi đúng không? A bằng A phẩy rồi. A bằng A phẩy rồi thì bắt đầu em tẻ ra. Rồi cho em tẻ ra là gì? A phẩy B phẩy, em tách ra A phẩy B phẩy thì trên này sẽ là AB. Nhân với em tách A phẩy C phẩy thì bên này sẽ là A AC. Em hiểu vấn đề không? Em hiểu không? Nó chung như thế này nha. Rồi viết vô. Viết vô. À viết vô. Rồi, bây giờ chúng ta qua em qua cái trường hợp 2. Tỷ số diện tích trường hợp 2 là gì? À, trường hợp 2 đó là liên quan tới hai tam giác đồng dạng. Liên quan tới hai tam giác đồng dạng. À, trường hợp 2. Hai tam giác đồng dạng. Rồi, đây là quan trọng nhất, đúng không? Hai tam giác đồng dạng. Thì như sau, thứ nhất, em lật cái quyển hình học ra, hình học 8, em thấy cái phần cuối cùng luôn. Em thấy tỷ số chu vi. Như vậy mấy em sẽ thấy gì? Tam giác đồng dạng thì nó có tỷ số đồng dạng, được chưa em? Tỷ số đồng dạng, được chưa? Tỷ số đồng dạng là cạnh này chia cạnh kia á, nha. Nghe nhìn. Ví dụ tam giác ABC. Nghe ABC. A phẩy B phẩy C phẩy. Nghe luôn em, nghe. Giảng nhanh. Vì cái đó nó có trong đó rồi. Thì hai tam giác đồng dạng, tỷ số đồng dạng tức là cạnh này chia cạnh kia, được chưa? Hiểu nhầm vậy? Tỷ số đồng dạng tức là cạnh này chia cạnh kia, k bằng cạnh này chia cạnh kia, ví dụ a phẩy b phẩy trên ab. Rồi cạnh này chia cạnh kia gọi là tỷ số đồng dạng. Thì tỷ số chu vi tỷ số đường cao trong tam giác, nó có đường cao, đường trung tuyến, tiền phân giác, đường trục, đúng không? Chúng ta không xét đường trục, chúng ta sẽ xét gì? Tại vì đường trục nó dài, nó xét cái đoạn độ dài thôi. À, tỷ số đường cao ah trên a phẩy h phẩy, như là ah trên a phẩy h phẩy, tỷ số đường cao bằng tỷ số đường trung tuyến m phẩy, tỷ số đường trung tuyến m trên m phẩy, a phẩy m phẩy, được chưa em? Bằng tỷ số tia phân giác ae, tỷ số tia phân giác ae, ae là tia phân giác, a phẩy y phẩy, tỷ số tia phân giác ae trên a phẩy y phẩy bằng tỷ số đồng dạng em. Cái này là định lý trong sách giáo khoa được quyền áp dụng trực tiếp, nó là trong sách giáo khoa và tôi đã ghi trong quyển sách hình 8 rồi, đúng không? Tỷ số đường cao, tỷ số hai đường trục tuyến, hai đường phân giác tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỷ số đồng dạng, không có tỷ số đường trục trực nha.
tại vì đường trung chuyển nó dài, nó không có độ dừng, em hiểu không? Còn đây chúng ta xét những cái độ dừng một cái đoạn tuy phân, một cái đoạn phân giác, một cái đoạn đường cam, một cái đoạn trung trực, em hiểu đây không? Xuất phát từ một cái đỉnh A, từ một cái đỉnh A, em thấy chưa? Từ một cái đỉnh cùng đỉnh nha, phải tương ứng đỉnh nha, bằng tỉ số không dạng. Rồi viết cho em, viết nhanh, tại vì chúng ta tổng hợp lại thành một cái bài, tổng hợp lại thành một cái bài. Rồi tương tự em, tỷ số chu vi em, chu vi đây ba đường, bây giờ chu vi tam giác BC, chu vi C ABC trên chu vi của A phẩy B phẩy C phẩy, ở trên là A phẩy B phẩy C phẩy, ABC giả tùy em cũng bằng tỷ số đồng dạng nha, y chang bằng tỷ số đồng dạng, nhưng tỷ số diện tích thì nó khác em. Riêng cái thằng tỷ số diện tích là gì? S của A phẩy B phẩy C phẩy trên S của ABC thì bằng bình phương tỷ số đồng dạng, vậy thôi nha. Rồi viết vô. Nhưng mà chúng ta có cái hệ quả của ông nội này em, đó là gì? Tam giác đồng dạng, chúng ta có một cái hệ quả của tam giác đồng dạng là gì? Đó là một cái tam giác ABC. Và chúng ta có một cái đường song song em, chúng ta có một cái đường song song MN. Thì khi em có song song như vậy, thì em có thể dùng tam giác, hoặc em nói thẳng luôn là tam giác AMN đồng dạng tam giác ABC. Em hiểu vấn đề không? Song song là đồng dạng, em hiểu vấn đề chưa? Đây là định lý. Em sẽ qua. Như vậy chúng ta có tỷ số diện tích là gì? SAMN. Chúng ta viết nhanh nha, ABC nó bằng tỷ số đồng dạng, tỷ số đồng dạng chính là AM trên A AB, tất cả bình phương, đúng không? Tỷ số đồng dạng chính là cái tỷ lệ AM trên AB, hay là MN trên BC, hay là AN trên AC. Em hiểu vấn đề không vậy? Em hiểu vấn đề không? À, viết vô.